Hãy tưởng tượng bạn là Arsenal của mùa giải 2022-2023. Trải qua nhiều trận khổ chiến, bạn tưởng như mình sắp vô địch ngoại Anh lần đầu tiên sau 19 năm. Nhưng đời không như là mơ, cái gã khổng lồ màu xanh của thành Manchester kia lại xuất hiện, rồi hắn đè bẹp tất cả và hủy diệt luôn bạn với tỷ số 4-1 để băng băng về đích. Vâng, đó là tình cảnh của pháo thủ nói riêng và Premier League nói chung ở thời điểm hiện tại. Đều bất lực trong việc ngăn cản dấu chân đế vương của The Citizen. Man City đơn giản lúc này là quá mạnh, quá toàn diện và quá hoàn hảo về mặt lực lượng lẫn phong độ. Chuyện ngoại hạng Anh tiếp tục bẹp dí dưới gót giày của thầy trò Pep Guardiola năm thứ 3 liên tiếp gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Có chăng, nếu Man City hoàn thành cho mình cú hat-trick danh hiệu Premier League, thì họ thật sự đang biến giải đấu quốc nội được mệnh danh hấp dẫn nhất hành tinh trở thành Bundesliga phiên bản xứ sở sương mù. Hay nói dễ hiểu hơn là giải đấu một đội như cái cách mà Bayern Munich đã tung hoành trên đất Đức hàng chục năm nay. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận ra là từ năm thứ 2 của Pep Guardiola ở Man City, ông liên tục tạo ra những điều tuyệt vời dành cho nửa xanh thành phố công nghiệp nước Anh. Đó là giúp Man City kết thúc 3 mùa giải với số điểm 100, 98 và 93. Nói đến The Citizen lúc này là nhắc tới hàng loạt kỷ lục ấn tượng một cách tuyệt diệu. Điều khó tin, song lại quá đỗi bình thường đối với họ. Man City đã lột xác hơn rất nhiều so với thập niên qua. Họ định nghĩa lại sự hoàn hảo trong bóng đá về phương diện điểm số để vô địch Premier League. Đội chủ sân Etihad tạo ra những kỷ lục tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong thể loại PlayStation. Sức mạnh toàn diện và được bảo chứng bằng các kỷ lục ấn tượng được Man City thiết lập có nét tương đồng với độ bá đạo nhiều năm nay của Bayern Munich ở Bundesliga. Thời điểm còn là đại gia mới nổi, khi Manchester United thắng chuỗi 5 trận liên tiếp đã được xem là điều gì đó rất kỳ diệu. Dù Man City nâng tầm tiêu chuẩn đó lên, họ có thể nghiền nát đối thủ 14 trận liên tiếp. Đó là những gì The Citizen từng làm để vô địch Premier League mùa 2018-2019. Khi ấy, Liverpool có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp vào giai đoạn cuối mùa, thành tích rất ấn tượng. Nỗ lực ấy sau cùng vẫn quá thừa thãi so với Man City. Mùa 2022-2023, Man City thực sự trở thành cỗ máy hủy diệt bất khả chiến bại. Antonio Conte trong thời gian không hạnh phúc ở Tottenham thốt lên như vậy về đối thủ. Nhờ có Erling Haaland với khả năng ghi bàn tuyệt luân, Man City trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại, một thế lực đáng sợ và sẵn sàng đè bẹp tất cả đối thủ cản đường. Sự vượt trội của Man City giúp họ bứt phá mạnh mẽ, vươn tầm lên đẳng cấp khác. Mức độ lớn mạnh của The Citizen ở đẳng cấp cao tới mức chính họ tự biến những tên tuổi còn lại trở nên quá nhỏ bé. Ví dụ vào năm 2017, trước khi nào Chelsea tiệm cận với Man City, họ toàn kém đối thủ từ 15 điểm trở lên khi mùa giải khép lại. Trong vài tuần, thậm chí là vài tháng qua, có lẽ Arsenal đã chờ đợi đến ngày chạm mặt trực tiếp để vượt qua Man City. Tuy nhiên, họ đã rơi vào một trận đấu bất lực nhất từ đầu mùa giải, như thể một tập thể quân xanh cho đội chủ nhà đã tập. Arsenal càng bất lực và càng cuống, Man City càng lạnh lùng trong các pha dứt điểm. Theo dõi trận đấu, nhiều người hâm mộ đã tự hỏi, bằng cách nào Arsenal vẫn xếp trên Man City trong suốt thời gian qua? Trong ngày Man City đánh gục Arsenal với tỷ số 4-1, người hâm mộ được nhìn thấy khoảnh khắc sự thật. Man City quá mạnh, họ thống trị giải đấu, biến đối thủ đua tranh trực tiếp của cuộc đua đến ngôi vô địch, trở thành kẻ học việc. Thứ bóng đá của Man City được giới chuyên môn mô tả thực sự khủng khiếp. Arsenal của năm 2023 và Liverpool năm 2019 chơi không hề tệ. Họ rất nỗ lực để bắt kịp Man City. Song, ngay cả khi trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp nhất thì điều đó cũng không đủ vì Man City chơi hay hơn. Trên sân Etihad, Arsenal dù là đội bóng trẻ xuất sắc trong nhiều tháng vẫn bị Man City nuốt chửng. Số phận quá cay đắng với thầy trò Mikel Arteta. Định mệnh biến pháo thủ trở thành những vật phụ kiện tô điểm cho tuyệt tác màu xanh Manchester được Pep Guardiola chấm bút. Tác phẩm nghệ thuật ở đây là Manchester City với hình ảnh con quái vật nấp mình dưới làn sương nước Anh. Thêm một nét tương đồng nữa giữa Bayern Munich và Man City ở thời điểm hiện tại. Ở Bundesliga hàng chục năm nay, bạn phải là một đội bóng toàn diện thì mới có thể xoán ngôi nổi hùm sám. Và trải qua nhiều mùa giải, không một tập thể Đức nào đủ để thỏa mãn điều đó. Còn với Man City, họ có thể chầy ra chốc vẩy ở bất kỳ thời điểm nào. Nhưng chỉ cần guồng máy đó đã trơn tru trở lại, họ sẽ tiếp tục băng băng về đích. The Guardian đã nhận xét đúng khi dùng khái niệm này cho The Citizen. Đội nào muốn vượt qua được Man City tại Premier League, họ cần đạt tới trạng thái hoàn hảo. Sự thống trị của Man City tại Premier League là điều không thể chối cãi và cũng có quan điểm cho rằng điều này không tốt cho giải đấu cao nhất nước Anh. Premier League có thể trở nên nhàm chán như Bundesliga, nơi Bayern Munich thường xuyên chiếm thế độc tôn. Và nếu hùm sám vô địch mùa giải 2022-2023, đó sẽ là lần thứ 11 liên tiếp họ lên ngôi vô địch. Mặc dù góc nhìn đó hoàn toàn có cơ sở, thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Premier League rất khác Bundesliga. Man City dù có sức thống trị gần như tương đồng với Bayern Munich về mặt lực lượng, tuy nhiên xét về mặt giải đấu, cuộc đua tới ngôi vô địch trên xứ sở sương mù luôn rất hấp dẫn và gay cấn. Khoảng cách giữa đội về đích thứ nhất và nhì thường không có cách biệt quá lớn. Còn ở Bundesliga, Bayern luôn đăng quang với 10 điểm cách biệt trở lên so với kẻ bám đuổi. Điều này diễn ra trong suốt 10 năm qua. Cũng tại Bundesliga, Bayern với sức mạnh tài chính dễ dàng thâu tóm được những cầu thủ giỏi nhất của đối thủ.
Họ có chữ ký của Robert Lewandowski từ chính đại kình địch Borussia Dortmund hay Leon Goretzka tìm đến Allianz Arena sau khi khẳng định bản thân ở sân cơ 04. Man City hiếm khi có động thái chuyển nhượng theo kiểu hút máu đối thủ như vậy. Ngay cả Erling Haaland, tiền đạo hay nhất thế giới lúc này, cũng đến sân Etihad từ câu lạc bộ bên ngoài nước Anh, đó là Borussia Dortmund. The Citizen cũng không phải lúc nào cũng chiêu mộ bản hợp đồng đã thành danh. Trường hợp của Manuel Akanji là ví dụ. Ở Dortmund, trung vệ 27 tuổi người Thụy Sĩ chơi không quá nổi bật nhưng lại tỏa sáng khi gặp bến Etihad. Chiêu đại của Man City được xây dựng khác bên. Nó không tạo thành dựa trên việc dùng sức mạnh tiền bạc để tấn công những đại kình địch. Điều đó giúp cho Premier League vẫn giữ được dư vị riêng. Nếu không, làm sao Liverpool hay Arsenal có thể đua tranh với Man City tới những vòng đấu cuối cùng? Có chăng, thứ người ta thấy giống Bayern Munich nhất ở Man City, tức là chân mệnh đế vương cùng bản lĩnh khổng lồ của nhà vô địch. Man City quá mạnh và đang trên đường tái lập kỷ lục vô địch Premier League 3 mùa liên tục của người hàng xóm Manchester United. Họ lạnh lùng vượt qua từng vật cản tưởng chừng như khó khăn chỉ với một vài cú vùng trần đến từ cặp đôi Erling Haaland và Kevin De Bruyne. Sự lạnh lùng đó đối lập với tình trạng bế tắc của Arsenal. Man City biết trận đấu sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, dù tiếng gọi khai cuộc vẫn còn chưa diễn ra. Manchester United có thể là đội đang có nhiều chức vô địch quốc gia nhất, nhưng Man City mới xứng là bố già của giải đấu trong 5 năm qua. Họ đang ngồi yên vị để xem Arsenal vung vẫy, xem Newcastle và Man United đua nhau top 4, xem Tottenham và Liverpool chật vật tìm vé Champions League và nhìn Chelsea ngụp lặn trong đống đổ nát. Nên nhớ, tất cả những đối thủ kia gần như chỉ còn một đấu trường để chơi từ giờ cho đến cuối mùa. Trong khi đó, Man City vẫn đang bằng trên 3 mặt trận. Không chỉ vô địch Premier League, họ đang chờ đợi một quan bà sẽ giúp tên tuổi Man City đặt ngang hàng với Manchester United. Năm 2023, ngưỡng mộ đang thấy hình ảnh Man City trên đà trở thành bá chủ nước Anh. Họ có huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, người luôn theo đuổi sự hoàn hảo, không bao giờ hài lòng với bản thân. Hình ảnh Pep mắng Ederson dù cho Man City vừa ghi bàn là bằng chứng rõ rệt nhất. Pep thực sự thổi linh hồn vào Man City, tạo dựng bản sắc riêng cho câu lạc bộ bằng thứ bóng đá hoàn hảo mà lịch sử Premier League chưa từng chứng kiến. Đây là điều PSG còn thiếu, dù rằng họ giàu không kém The Citizen. Tuy nhiên, chu kỳ thành công nào cũng có điểm chạm cuối cùng. Và điều gì sẽ xảy ra cho Man City nếu Pep rời đi? Liệu rằng mọi thứ sẽ sụp đổ? Điều này đang trở thành nỗi sợ lớn nhất của người mộ bóng đá. Dù vậy, câu chuyện ở thì tương lai là hộp quà bất ngờ. Còn lúc này, Manchester City dưới tay Pep đang biến những điều tưởng chừng là bất khả thi trở thành sự thật. Họ thống trị tuyệt đối ngoại Anh với sức mạnh không thể ngăn cản. Cũng như trên con đường đặt sự thống trị như Bayern Munich đang làm với Bundesliga. Dù đó là một viễn cảnh không tưởng.